Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Chào các bác đến với cái kênh Dao Việt của em. Kênh Dao Việt của em là kênh lò rèn chuyên sản xuất ra những con dao nhà bếp và đủ các loại mẫu mã. Đấy. Hôm nay thì em có xong một cái đơn hàng của bác là đặt cái con dao cầu chuyên để thái thuốc Bắc thuốc Nam đấy. Thì đây là cái con dao cầu bác ấy đặt, thì em sẽ quay video xong là em sẽ đóng gói gửi cho bác này. Đấy, dao này thì lưỡi dài 35cm lưỡi, không dỉ nhá. Đấy, nó đen đen thế này thôi nhưng nó không dỉ đâu các bác yên tâm. Cái lưỡi đặc biệt cái lưỡi này không dỉ đâu, em làm một cái loại thép xịn không dỉ luôn. Tất nhiên là những cái chỗ đen đen này thì nó vẫn có cái dỉ dỉ, nhưng mà nó không phải là dỉ vàng óng hoặc là dỉ hỏng đâu nha các bác nha. Nói chung là các bác sử dụng cái dao cầu này của em rất là nhiều rồi, không phải là một hai con đâu các bác nha. Và em cũng nói rõ như vậy và em cũng công khai báo giá luôn các bác mà mua cái con dao này nhá. Mua con dao này em bán với cái giá là 1.200.000 không bệ gỗ này, có lẽ là không có cái bệ gỗ bắt dần này, nó cứ như thế này rồi. Các bác mà về các bác muốn bắt vào cái gì thì bắt nhá, các bác muốn bắt cái gì thì bắt. Đấy, về các bác thì bắt lên cái bệ sắt, các bác thì bắt lên bệ gỗ linh tinh đấy, là 1.200.000 em bao ship luôn. Các bác đặt hàng thì cái Zalo gọi điện số máy bên sườn em để cái số điện thoại đấy nhá. Đấy, thì các bác mua và đặt hàng thì cứ alo cho em. Thì sau đây thì em cũng xin em test qua nhá. Em nói chung là test cái độ bén thôi. Và em cũng bảo hành cho các bác luôn. Về các bác sử dụng thì có vấn đề gì thì em vẫn sẽ bảo hành cho các bác. Bởi vì cái dao này nó không phải là mua về này bỏ đấy đâu, mua về là phải sử dụng hàng ngày. Mua về sử dụng hàng ngày hàng giờ đấy các bác nhá. Sau đây em sẽ test cho các bác coi nhá. Nói chung là test thì nó không có cái gì đâu, xem cái độ bén và độ chính xác của nó thôi. Đây là cái tờ giấy đó, tờ giấy em đây. Nhẹ nhàng chưa, đưa tôi nhỉ. Đấy, tờ giấy bình thường này nó chán như thế này, các bác đã biết được cái lưỡi của nó như thế nào rồi. Đấy, rất là sắc bén nhá. Vì các bác chém những cái lá cây hoặc là cái gì nó khô khô thì các bác vẫn chém bình thường, không bị nhai bị gì đâu. Yeah, rất là bén. Bén như vậy thì các bác đã biết là nó sắc như thế nào rồi. Và cái dao này thì em bán cũng rất là nhiều chứ không phải là có một hai con đây đâu nhá. Các clip trước em bán con nào thì em đăng con đấy đấy. Đợt này em có mấy đơn thì em chỉ đăng cái con này đấy. Còn video sau thì em cứ ai đặt thì em sẽ test cho các bác rồi các bác coi. Đấy, bởi vì cái này thì nó không phải là hàng, nói vậy thôi nhưng mà các bác nhận hàng với gửi tiền chứ không phải là gửi là xong đâu. Nó còn liên quan đến sử dụng các kiểu ấy, em còn theo các bác còn rất dần dài ấy. Nên các bác mua con dao này thì các bác cứ yên tâm. Rồi, cuối video xin chào, hẹn gặp lại các bác video sau nhá.